Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang học loạt bài tập trung vào trong 8 thái độ mà Chúa Giêsu nói rằng chúng ta là những người môn đồ của Chúa phải có trong đời sống của chúng ta. Và mỗi thái độ quyết định cái độ cao mà chúng ta có thể cất cánh bay. Chúng ta làm những cái thay đổi trong đời sống của chúng ta để các thái độ này, the attitude này, sẽ tiếp tục được thể hiện trong đời sống của chúng ta, vì nó chứng minh cho thấy cái tâm lòng của chúng ta và quyết tâm của chúng ta là chúng ta hướng về Chúa và muốn sống một cuộc đời theo như sự ban phước của Chúa. Chúa Giêsu giảng dạy những thái độ này ở trong bài giảng trên núi mà chúng ta đã xem qua ở trong những ngày qua, ở trong phúc âm Matthew chương thứ 5. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã xem qua từng cái phước hạnh mà Chúa Ngài đã rao giảng ra. Và chúng ta cùng nghe lại phần Kinh Thánh này một lần nữa. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Giêsu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng: phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Cảm ơn Chúa. Và Kinh Thánh rất là tuyệt vời, chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu Ngài tuyên bố cái người được phước có cái thái độ, có cái tư chất mà chúng ta thấy được nói đến từ đây. Và mỗi một cái thái độ hay là cái tư chất từ đây chúng ta thấy rằng được xây dựng lên nhau. Phước cho những người nghèo khó tâm linh. Khi chúng ta biết tâm linh của chúng ta nghèo khó, chúng ta cần Chúa tha thứ, cần Chúa Ngài đến để ban phước trên đời sống của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta có thể thấy vương quốc thiên đàng thuộc về những người đó. Phước cho những người than khóc vì sẽ được an ủi. Khi chúng ta biết than khóc về tình trạng tội lỗi của mình, của gia đình của mình, của gia tộc của mình, của dân tộc của mình, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự an ủi từ nơi Chúa. Phước cho những người nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Không phải là những người tranh đấu gươm giáo để có thể chiếm đất, nhưng mà những người nhu mì. Nhu mì không phải là yếu mềm, nhưng mà là người đặt cái sức mạnh của mình ở dưới quyền điều khiển của Chúa cho mục đích của Ngài, thì người đó sẽ thừa hưởng được đất. Phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Không phải chúng ta giành giật đạp lên nhau để có thể tìm cơm ăn áo mặc, nhưng mà là chúng ta có một cái tinh thần đói khát sự công chính của Chúa, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước nhất, thì Chúa Ngài sẽ là đấng chăm sóc chúng ta, ban phước cho chúng ta. Phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Khi chúng ta cho ra với lòng trắc ẩn, với lòng yêu thương, thương xót những người xung quanh, Chúa Ngài sẽ bày tỏ sự thương xót của Ngài trên đời sống của chúng ta. Phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Và đó là phước hạnh mà chúng ta sẽ học ở trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa xác nhận với chúng ta phước cho những người có lòng trong sạch. Cảm ơn Chúa. Cho tôi định nghĩa trở lại với anh chị em trong nguyên ngữ Hy Lạp, cái chữ phước này. Trong nguyên tác nó là chữ makarios. Từ này mang hình ảnh ở trong văn chương ngoài Kinh Thánh thời đó được dùng để nói đến hai điều khác nhau. Thứ nhất là nói đến một cái giai cấp giàu sang trong xã hội. Những người vì được giàu có cho nên họ sống bên trên tất cả những cái lo lắng mà người trong đời họ phải đối diện ở trong cuộc sống hàng ngày của họ, lo âu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng mà họ được dư dật, được sự giàu có như vậy. Thứ hai, đó là phước cho cái người có phước là cái người rất là mãn nguyện vì đạt được tất cả những gì họ trông mong.
Hai cái định nghĩa này của chữ phước chúng ta thấy nó khác hơn định nghĩa của chữ phước mà theo như dân gian chúng ta định nghĩa. Phước là khi có ai cho chúng ta cái gì đó. Phước là khi chúng ta được cái gì đó mà chúng ta mong đợi rồi chúng ta có được và những người khác tấm tắc khen là ô được phước quá, được phước quá. Nhưng anh chị em, được chữ phước mà lời của Chúa nói tại đây đó là chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta một cách phong phú đến độ chúng ta sống bên trên tất cả những điều mà người khác, những người xung quanh của chúng ta họ lo âu, họ tìm kiếm. Vì Chúa Ngài đông đầy đời sống của chúng ta đến như vậy. Cảm ơn Chúa. Và để chúng ta có thể được phước đó, có một số điều cần phải có ở trong đời sống của chúng ta mà Chúa Giê-xu đã dạy. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến một trong những cái điều để dẫn chúng ta đến cái phước hạnh này. Đó là chúng ta phải có một tấm lòng trong sạch. Và đó là điều đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ, đó là điều kiện để chúng ta được phước này. Có một sự kêu gọi để chúng ta sống trong sạch. Cái chữ trong sạch tôi tại đây trong nguyên tác đó là chữ kataros. Nó ra từ cái chữ catharsis. Có nghĩa là để làm sạch tâm trí và cảm xúc của một người. Trong sạch ở đây không phải là sạch sẽ, nhưng mà trong suốt và sạch. Khi nói đến một người có tấm lòng trong sạch là một người sống ở trong cái thái độ mà lòng của họ không có cái điều dối trá và không hướng về những điều ác. Đó là tấm lòng trong sạch mà lời của Chúa nói đến tới đây. Và các học giả của Kinh Thánh cho thấy từ này có hai nghĩa. Thứ nhất là để làm cho tinh khiết bằng cách làm sạch những cái bụi bẩm, những cái bẩn thỉu hoặc là ô nhiễm như là kim loại được tinh chế để đẩy ra tất cả những cái tạp chất ra khỏi hầu cho cái kim loại được trở nên tinh rồng. Giống như người ta đem vàng tìm thấy được ở trong lòng đất tại các mỏ vàng. Thì nó có nhiều khi lẫn lộn đá sỏi ở trong đó. Hay là những cái tạp chất khác. Thì khi mới đem đun lên ở trong lửa thì khiến cho những cái tạp chất đó nó nổi lên và người ta gạt bỏ điều đó để rồi còn lại là vàng tinh rồng. Tôi tin rằng trong cái cơn dịch COVID-19 này, Chúa cho phép nhiều đời sống của chúng ta trải qua cái thời kỳ gọi là Chúa để chúng ta đi qua cái ngọn lửa của cơn đại dịch này. Để loại ra những cái không cần thiết ở trong đời sống của chúng ta. Phải không anh chị em? Có những điều mà trước đây anh chị em đã từng viện lý do là nói rằng tôi không có thời giờ để cầu nguyện mùa xưa bởi vì tôi bận quá. Nhất là mấy ông thì thật ra bận là bởi vì coi football hay là basketball hay là những cái thứ mà chúng ta thấy rằng giải trí đó. Thì sinh linh ở trong cái cơn đại dịch này, tất cả những điều đó được kéo khỏi chúng ta. Nhiều người trong chúng ta nói rằng tôi không có nhiều thời giờ bởi vì bận rộn này bận rộn kia, cuối cùng người ta không cho đi đâu hết. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta ở trong cái lò lửa như là người luyện bạc, luyện vàng, để chúng ta thấy rằng nó chỉ ra cho chúng ta những cái không cần thiết trong đời sống của chúng ta. Đối với chị em thì mua sắm là điều mà có thể chiếm rất là nhiều thời giờ của các chị em. Các cái chỗ mua sắm, các cái trung tâm mua sắm nó đóng cửa hết. Cuối cùng thì mình ngồi ở nhà, có rất là nhiều thời giờ. Nhưng mà cái tình trạng của tấm lòng của chúng ta nó đã quyết định những ngày qua chúng ta sử dụng những thời giờ đó cho công việc gì. Nếu tấm lòng của chúng ta mà trong sạch như lời của Chúa nói tại đây, thì trong những ngày qua chúng ta thấy Đức Chúa Trời một cách rất là rõ trong đời sống của chúng ta. Nếu tấm lòng của chúng ta mà không trong sạch đó, thì 8 tuần qua, mặc dù ở nhà có rất là nhiều thời giờ, tấm lòng của chúng ta không trong sạch thì chúng ta cũng không thấy Chúa khác hơn, trong mức độ khác hơn so với lại trước cơn đại dịch này. Xin Chúa cho để chúng ta thấy những điều cần phải được điều chỉnh ở trong đời sống của chúng ta. Cái ý nghĩa thứ hai của nó là để nó đề cập đến việc không bị trộn lẫn. Không có cái lòng trung thành kép ở tại đây. Tức là vừa yêu Chúa mà còn yêu những thứ khác. Cái ý tưởng cơ bản của sự chính trực, tấm lòng đơn thuần, trái ngược với sự trùng lập hoặc là một cái trái tim bị chia rẽ. Như lời của Chúa nói ở trong Matthew chương 6 câu số 24. Không ai có
có thể làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Trong sạch, trong ý nghĩa loại những cái tạp chất ra khỏi đời sống của chúng ta. Trong sạch trong ý nghĩa là tấm lòng của chúng ta, là chúng ta thấy rằng tập trung vào trung thành với Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Biết rằng tất cả những cái Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta về tài chánh, về sự thịnh vượng, đó là điều Chúa Ngài sẽ ban cho. Nhưng mà lòng của chúng ta không thờ chúng, cũng không có đặt cái lòng của chúng ta yêu chúng hơn là Chúa của chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Khi chúng ta đặt hai định nghĩa này lại với nhau, thì chúng ta thấy một người có cái niềm đam mê với sự trong sạch là một người mà trong tính cách của người đó đã được gột rửa, khiến cho người đó có thể sống ở giữa công chúng cùng một cách sống với cuộc sống riêng tư ở nhà. Dù có người quan sát hay là không, vẫn sống đúng như cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Và đây là vấn đề mà Chúa Giê-xu Ngài muốn nói đến ở đây. Bởi vì có những cái thái độ, có những điều mà chúng ta có thể rất là dễ để chúng ta trình diễn, để chúng ta làm trước mặt thiên hạ. Như chúng ta thấy những người Pharisee trong thời Chúa Giê-xu, người ta đã làm. Có một câu chuyện kể là có một chấp sự ở trong một hội thánh kia đi với con của mình trên một chiếc xe. Họ đang đi ở trên một cái hương lộ, thì ông nhìn thấy ở bên phía bên tay phải của mình có một cái miếng rẫy trồng dưa hấu. Ông dừng xe lại, tấp vào trong lề, chạy vào trong cái miếng rẫy dưa hấu của người ta, hái một trái dưa hấu. Và trên đường đi ra thì ông la lên với con của mình là coi xem bên trái bên phải có ai tới hay không. Đứa con trai có một sự khôn ngoan và đơn thuần của một cái tấm lòng đơn sơ của con trẻ. Nó nói, bố ơi, mình không nhìn lên để xem có ai từ trên nhìn xuống sao? Rất là dễ để chúng ta nhìn bên trái bên phải để xem có ai nhìn hay không. Nhưng mà một người có tấm lòng trong sạch là một cái người nhận biết được rằng có một cặp mắt nhìn tất cả những điều chúng ta làm. Lòng trong sạch ở trước mặt Chúa là như vậy. Là chúng ta sống nhận biết được rằng chúng ta là người thuộc về vương quốc của Chúa. Chúng ta có Chúa trong đời sống của chúng ta, và để chúng ta có thể lên núi thánh của Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa, chúng ta có thể gặp Chúa trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải có một tấm lòng trong sạch. Vì phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phải chăng vì tấm lòng của chúng ta không được trong sạch mà các anh chị em khác thì thấy Chúa một cách thường xuyên kể lại cho chúng ta, chúng ta ô tuyệt vời, còn chúng ta nhìn hoài không thấy. Thi Thiên 24 câu 3 cho đến câu 4 nhắc chúng ta một tiêu chuẩn. Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Đó là người có tai trong sạch và lòng thanh khiết, không hướng linh hồn mình về thần tượng hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, về cái tấm lòng trong sạch, chúng ta nhớ rằng ít nhất là có 5 cái lĩnh vực mà chúng ta có thể thấy tại đây để chúng ta cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài, vì việc Chúa làm. Nhưng mà chúng ta cũng nhận cái phần trách nhiệm của phần của chúng ta. Thứ nhất là sự trong sạch thiên thượng. Đây là sự thánh thiện chỉ thuộc về Chúa và là bản chất của Ngài. Ở trong như Ê-sai chương 6 câu số 3, các thiên sứ đã hát: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đó là cái sự trong sạch thiên thượng. Cảm ơn Chúa, đó là sự thánh khiết thiên thượng. Cái sự trong sạch thứ hai đó là được dựng nên mới. Khi Chúa Ngài lần đầu tiên tạo ra thế giới thì chúng ta thấy mọi thứ đều trong sạch và tốt đẹp. Như lời của Chúa nói ở trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 31, Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật là tốt đẹp. Đó là tình trạng ban đầu mà chúng ta thấy Adam và Eva được Chúa Ngài dựng nên, và lòng của họ nó sạch như vậy. Nó trong trắng. Và xin Chúa Ngài cho để chúng ta nhớ lại cái ngày mà chúng ta gặp Chúa.
chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của mình. Chúng ta thấy dường như là mình có thể bay hỏng chân mình được đó. Bởi vì bao nhiêu cái thứ nặng nề, gánh nặng của tội lỗi, mặc cảm của tội lỗi đã được đặt ở dưới chân thập tự giá của Chúa. Chúng ta tiếp nhận một công việc, đó là Chúa ngài dựng nên chúng ta mới, làm cho chúng ta thấy nhẹ nhàng, làm cho chúng ta thấy yêu Chúa vô cùng, làm cho chúng ta thấy rằng mình muốn dành thời giờ ở trong sự hiện diện của Chúa luôn. Anh chị em còn nhớ những ngày đó không? Nhưng vì chúng ta còn sống ở trên trần gian này và chúng ta thấy như Adam và Eva, để cho cái sự không vâng lời của họ đã làm cho họ nhiễm phải tội lỗi. Anh chị em, cái con virus mà kinh khủng nhất, nó lớn hơn COVID-19 rất là nhiều, đó là con virus của tội lỗi. Nó đi vào và từ dòng máu của Adam nó lây lan ra, hầu cho tất cả mọi người sanh ra làm con của loài người ở trên đất này đều đã bị nhiễm cái con virus đó. Nó lây lan ra. Rồi bây giờ họ không còn trong trắng giống như xưa. Ngày xưa họ trong trắng đến một cái mức độ là trước khi họ phạm tội đó, hai ông bà không có mặc quần áo mà nhìn nhau không thấy đỏ mặt hổ thẹn. Bởi vì họ trong sạch đến như vậy. Nhưng mà sau khi phạm tội đó thì tâm trí của họ bắt đầu nó bị ô nhiễm. Cho nên hai ông bà nhìn nhau họ thấy sao nó có cái gì lạ lạ nè. Họ chạy đi hái lá vả để mà kết khố để họ che thân của họ vì cái trong sạch, cái trong trắng của họ đó bây giờ nó mất. Thì cũng vậy anh chị em, khi chúng ta mới tin Chúa, chúng ta nhớ cái ngày chúng ta giao cuộc đời của mình cho Chúa, chúng ta thấy thật là phước hạnh. Nhưng mà rồi một cái gì đó nó xảy ra khi chúng ta nhượng bộ, khi chúng ta cho phép, khi chúng ta thỏa hiệp với một điều gì đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy không dám đến gần Chúa. Hay là đến với Chúa với một cái thái độ nó khác hơn ngày xưa, khác hơn trước đó. Cảm ơn Chúa vì được dựng nên mới. Cảm ơn Chúa vì sự trong sạch của địa vị. Khi một người được cứu, sự thuần khiết của Đức Chúa Giêsu Christ được ban cho người đó. Chúa, ngài đã bày tỏ chúng ta trong lời của ngài trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta địa vị trong sạch trở lại, được Chúa ngài ban cho chúng ta sự công chính của Đức Chúa Giêsu. Sự trong sạch thứ tư nói đến trong sự trong sạch hiện thực. Nó không chỉ là sự tuyên bố của Đức Chúa Trời là chúng ta được trong sạch, mà là một cái thực tại bởi Thánh Linh được ban cho chúng ta. Và khi Thánh Linh của Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta, ngài bắt đầu thánh hóa chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 7 câu số 1: Thưa anh em yêu dấu, vì có những lời hứa này, chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh, cũng hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Bởi vì chúng ta có nhiều lời hứa, và một trong những lời hứa mà chúng ta nghe tại đây đó là người có lòng trong sạch sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải làm gì anh chị em? Lời của Chúa khuyên chúng ta là hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ, cũng hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn ở trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời. Để chúng ta lại thể hiện ra một cách rất là thật đời sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa, khi chúng ta được Chúa ngài tha thứ chúng ta hoàn toàn, ngài cất hết tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta ăn năn, chúng ta đến với Chúa, thì Chúa ngài xóa sạch tội lỗi của chúng ta. Và như phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì ngài đem sự vi phạm của chúng ta, ngài ném xa khỏi chúng ta bấy nhiêu. Không phải Chúa, nhưng mà là chúng ta. Chúng ta lại đi ra đời lượm mỗi lúc một ít, và chúng ta lại chất lên trên người chúng ta trở lại, làm cho chúng ta lại nặng nề. Cảm ơn Chúa, chúng ta không tuyệt vọng, vì
cái dạng trong sạch thứ sáu mà chúng ta nói trên đây là trong sạch hoàn toàn. Một ngày khi cơ đốc nhân sẽ được thanh tẩy và sạch hoàn toàn, chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Bây giờ trong sạch trong tấm lòng, chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời. Nhưng một ngày khi Chúa Ngài hoàn tất công việc của Ngài trên đời sống của chúng ta và ban chúng ta một thân thể mới, lúc bây giờ chúng ta có thể đứng ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể trực tiếp thờ phượng Đức Chúa Trời mà chúng ta không ngã chết. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu không nói phước cho người sạch sẽ vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Vì nói như vậy thì những người lãnh đạo của Do Thái giáo trong lúc bây giờ là họ vui lắm á, họ được phước lắm. Tại vì họ là những người chuyên gia, họ là những người chuyên môn, họ rất là giỏi trong vấn đề sạch sẽ, có tính cách luôn cả nghi thức nữa anh chị em. Họ lo sạch sẽ bề ngoài. Họ có đủ những cái quy tắc về việc ăn gì, mặc gì. Một người có thể đi bộ bao xa ở trong ngày Sa-bát. Họ giữ như vậy và họ đi với một cái chủ trương đó là đặt thêm nhiều luật để giữ như là một cái vòng đai đó, để chúng ta có thể tránh được trong vấn đề là đến để cái ổ của tội lỗi để phạm tội. Cũng giống như là làm hàng rào để vây quanh cái đứa trẻ, khiến cho nó không thể bỏ cái tay của nó vào ở trong cái hũ để mà ăn bánh cookie. Người ta quan niệm như vậy. Cho nên họ đặt ra nhiều luật, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Nhưng không, Chúa Giêsu Ngài không nói là phước cho người sạch sẽ. Vì đó là cái bên ngoài. Nhưng mà Chúa Ngài nói đến là phước cho người có lòng trong sạch. Cái người có lòng trong sạch, người đó sẽ sống sạch sẽ. Nhưng mà người sạch sẽ không hẳn là người có lòng trong sạch. Vì nó là tình trạng của tấm lòng. Chúa Giêsu dành những lời rất là khó nghe, nhất là cho những người luôn và rất là giỏi trong việc che giấu trái tim thật của họ. Ở trong Ma-thi-ơ chương 23 câu 25 đến 28, Chúa Giêsu nói những lời này. Và tôi có thể hình dung được họ đang nghe như vậy. Có một số người thì họ ngồi không yên được. Có một số người thì họ định ở trong lòng là phải bịt cái miệng này lại. Họ tức giận về những điều Chúa Giêsu nói. Ma-thi-ơ 23 câu 25 đến 28: Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả, vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. Hỡi người Pha-ri-si mù quáng, trước hết phải rửa bên trong chén dĩa để bên ngoài cũng được sạch. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả, vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy xương của người chết và mọi thứ u uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và đạo đức giả. Wow. Chúng ta thấy một đàn thì họ làm tất cả những điều này để tạo nên cái sạch sẽ ở bên ngoài. Nhưng mà Chúa Ngài muốn nói đến việc gì nó đang diễn ra ở bên trong. Bên trong tâm lòng, bên trong con người đó. Trong khi người ta nghĩ rằng công tác tôn giáo của họ làm cho họ trong sạch, nhưng họ đã sai. Và nếu chúng ta cũng nương cậy vào trong công tác tôn giáo thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Và chúng ta cũng sai và lầm to. Chúa Ngài nói tại đây phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Cho Chúa Ngài nói phước cho những người tắm rửa sạch sẽ, những người giữ vệ sinh sạch sẽ. Mặc dù nó quan trọng, nó cần thiết, nhưng mà đối với Chúa đó, thì cái tình trạng của tấm lòng của chúng ta, của con tim của chúng ta là quan trọng hơn rất là nhiều. Trong cơn đại dịch COVID-19 này, người ta mới khám phá ra một điều và chúng ta cũng biết một điều. Đó là 80% những người lớn sống ở tại nước Mỹ này không có thói quen rửa tay. Mà nếu chúng ta so với Việt Nam thì chắc là còn tệ hơn nữa.
Có nhiều khi họ đi phòng vệ sinh cái gì đó rồi cứ đi ra mà không có dừng lại rửa tay. Có nhiều khi ho là cái gì đó lấy cái tay che xong rồi chùi chùi chà một chút nữa cho vi trùng nó chết, bởi vì mình chùi cho nó nóng rồi xong rồi đi bắt tay những người xung quanh. Và đó là lý do tại sao mà cảm cúm nó có thể lây lan một cách rất là nhanh. Vệ sinh cần thiết, sạch sẽ, sống cần sẽ quan trọng cho vấn đề thể xác của chúng ta. Nhưng mà muốn thấy được Đức Chúa Trời, chúng ta phải có một tâm lòng trong sạch. Và cảm ơn Chúa, khi chúng ta có tấm lòng trong sạch đó, thì chúng ta sẽ khám phá và tránh được lây nhiễm của virus tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta có lòng trong sạch có nghĩa là lòng của chúng ta đơn thuần với Chúa, thờ phượng Ngài, và lòng của chúng ta không chú về điều ác. Xin nhớ tại đây, lòng trong sạch có nghĩa là chúng ta không bao giờ phạm tội. Nhưng mà chính cái thái độ và cái tấm lòng trong sạch đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được tội lỗi một cách nhanh chóng, bởi vì chúng ta ở gần trong sự hiện diện của Chúa. Thì nó sẽ rất là rõ cho chúng ta có thể thấy được. Những người theo tôn giáo của Do Thái giáo trong lúc bây giờ, những người Pharisee, thì chúng ta thấy họ có thể làm những hình thức bên ngoài. Nhưng mà Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, ở trong thân xác con người, trong nhục thể, Ngài nhìn xuyên qua tất cả những công việc mà họ làm đó, những cái nghi thức mà họ làm đó, thì Chúa nói rằng họ là những người giả vờ, chứ không phải là những người tin kính thật. Chúng ta để ý tới đây, Matthew chương 15 câu số 8, lời của Chúa trích là tiên tri ở trong Cụ Ước, đó là: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Và chúng ta thấy điều này phải không chứ? Không phải mục đích để chúng ta đi phán xét người này người kia, nhưng mà chúng ta thấy có những người đó, cái miệng của họ thì họ nói rằng họ tôn kính Chúa, họ đủ mọi thứ bằng cái miệng đó, nhưng mà cái lòng của họ thì rất là xa Chúa. Làm sao biết được? Chúng ta biết được điều đó. Chính chúng ta cũng biết được điều đó, vì chúng ta biết rằng trước mặt mọi người thì như vậy, nhưng mà thả ra ở riêng một mình là phạm tội. Thả ra một mình là làm đủ mọi thứ gian ác. Đó, nó cho thấy tình trạng của tấm lòng của chúng ta. Dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Anh xem có biết là khi Chúa nhìn chúng ta, Ngài ít khi nhìn bề ngoài không? Tôi nghe cái điều này, nhiều người trong chúng ta cũng sốc. Ơi, chúng ta dành quá nhiều thời gian cho những gì gọi là chúng ta trông như thế nào. Tôi khuyến khích anh chị em là tập trung nhiều hơn trong những ngày sắp đến, để chúng ta thấy tấm lòng của chúng ta đang ở trong tình trạng như thế nào. Để chúng ta có thể thấy Chúa một cách rõ ràng. Sa-mu-ên thứ nhất chương 16 câu số 7, một kinh thánh mà chúng ta thường được nhắc nhở và xin ở trong lăng kính của bài học ngày hôm nay, giúp cho chúng ta thấy một cách rõ ràng hơn. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách của loài người xem. Loài người thì xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong lòng. Và khi chúng ta có tấm lòng nhận biết được điều này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Thay vì nhìn trái nhìn phải xem có ai theo dõi và thấy việc chúng ta làm, chúng ta nhìn lên. Thật ra cũng cần nhìn lên, nhưng mà cái tình trạng của tấm lòng của chúng ta nhận biết được rằng có một cặp mắt đang quan sát. Không phải chỉ nghe cái miệng chúng ta nói, nhưng mà thấy hết tất cả những gì diễn ra trong tấm lòng của chúng ta. Vì loài người thì xem bề ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va thì nhìn thấy ở trong lòng. Cảm ơn Chúa. Châm ngôn 21 câu 2: mọi đường lối của con người đều là chính đáng theo mắt của mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng. Nhiều khi chúng ta theo con mắt của mình á, thì chúng ta nghĩ rằng cái việc chúng ta làm nó chính đáng lắm. Nhưng mà Chúa thì Ngài đánh giá những điều trong tấm lòng của chúng ta. Và Chúa Giê-xu cũng tập trung và dạy điều này rất là nhiều. Không phải do
Những cái gì bên ngoài đi vào, nhưng mà những gì đang đầy dẫy trong chúng ta mà nó thể hiện ra. Ganh ghét, gian ác, giết người trong tư tưởng vân vân, nó sẽ thể hiện ra ở bên ngoài. Cho nên cái tình trạng của tấm lòng của chúng ta là rất là quan trọng. Như trong ngôn 27 câu 19 chép, mặt phản chiếu trong nước thế nào thì lòng người đối với người cũng thế. Như cái mặt của chúng ta nhìn vào ở trong một cái thao nước, như ngày xưa người ta soi gương bằng cách đó, thì nó phản chiếu cái mặt của chúng ta ở trên mặt nước như thế nào đó, thì tấm lòng của chúng ta nó cũng phản chiếu con người thật của chúng ta như vậy. Nhất là những lúc bất ngờ, phải không chị em? Cái gì làm cho chúng ta bất ngờ, mất bình tĩnh, có thể văng ra những cái từ ngữ chửi thề, hay là những cái rủa xả ra từ miệng của chúng ta, hay là những hành động mà chúng ta thấy bất chợt nó xảy ra đó, nó nói lên một cách rất là rõ cái tình trạng của tấm lòng của chúng ta, những gì đang diễn ra bên trong chúng ta. Như tôi từng nói với anh chị em, nếu chúng ta có một cái bong bóng mà thổi lên đầy hơi, nếu có cái áp lực gì làm cho cái bong bóng đó bể, thì chúng ta thấy cái gì nó cho ra? Không khí, hơi ở trong cái bong bóng đó. Nếu chúng ta có một cái ly, mà cái ly đó đầy nước trà, và chúng ta có cái áp lực, chúng ta bóp cái ly đó mà nó bể đó, thì chúng ta thấy nước trà nó đổ ra. Nếu mà cái ly nước thì nó sẽ đổ nước ra, nếu mà ly coca thì nó sẽ đổ nước coca ra. Thì cũng vậy anh chị em, khi áp lực của cuộc sống nó đến thì những gì chứa bên trong chúng ta nó sẽ trào ra. Chúng ta thấy có những người ở dưới áp lực thì chúng ta thấy rằng những lời cay đắng, những lời cay nghiệt nó xuất hiện ra từ nơi tấm lòng của họ đầy dẫy, mà khi áp lực nó đến thì chúng ta thấy nó trào ra. Rất là quan trọng để chúng ta để ý đến tấm lòng của chúng ta là như vậy. Jeremy chương 17 câu 9 câu 10 cho chúng ta thấy lòng của người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Ta Đức Giê-hô-va dò xét tâm trí, thử nghiệm tấm lòng, báo đáp cho mỗi người tùy theo đường họ đi và tùy kết quả công việc họ làm. Ở đây chúng ta thấy Jeremy nói rằng cái tấm lòng hay là trái tim của người xấu đó, chúng ta thấy rằng tuyệt vọng, không thể chữa được. Đây là một chứng bệnh nan y của nhân loại. Cái trái tim bị bệnh nặng đến nỗi không có một loại thuốc nào có thể chữa được. Chỉ trừ ra một cái quyết tâm nhờ cậy sức của Chúa để chúng ta chọn làm người sống có một tấm lòng trong sạch. Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Bạn xem, chúng ta chỉ bị một căn bệnh và cả nhân loại cùng đối diện. Năng đề cơ bản của chúng ta không phải là năng đề chủng tộc. Năng đề cơ bản của chúng ta cũng không phải là nghèo đói, cũng không phải là chiến tranh. Nhưng mà người Mỹ có cái câu nói của họ, đó là cái trọng tâm hay là trái tim của nan đề của chúng ta là nan đề của trái tim của chúng ta. The heart of the problem is a problem of the heart. Diễn ý rõ hơn để chúng ta thấy cái nan đề, cái vấn đề cốt lõi của nan đề đó, hay là cái trái tim của cái nan đề đó, là cái nan đề của trái tim. Vì khi cái trái tim của chúng ta hay là người Việt của chúng ta thì gọi là cái tấm lòng, nó rất là quan trọng. Vì những gì nó diễn ra bên trong này anh chị em, nó sẽ quyết định lời nói, hành động ở bên ngoài. Và tại đây trong phước hạnh, phước lành mà Chúa Ngài nói đến tại đây, rồi cái người mà có cái tấm lòng trong sạch đó, người đó sẽ thấy Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta cũng muốn thấy Chúa, phải không? Ai trong chúng ta cũng muốn kinh nghiệm Chúa trong đời sống của mình. Chúa là đấng thánh khiết tuyệt đối. Ngài không thể thể hiện sự hiện diện của Ngài một cách rõ ràng để chúng ta có thể thấy được Ngài nếu tấm lòng của chúng ta thiếu sự trong sạch. Nó ngăn trở.
Đó là những cái cơn ngăn trở rất lớn trong đời sống của chúng ta. Và làm sao để tấm lòng của chúng ta có thể được giải quyết, được trong sạch? Chúng ta cần phải giải quyết những cái lý do, cũng như là từ bỏ tất cả những cái điều mà chúng ta cố tình bảo vệ. Những cái tội mà tôi gọi là cái tội, những cái tội bé bé xinh xinh. Cái tội này nó dễ thương, cái chuyện này nó không có lớn. Nó láo một chút không sao, nổ một chút không sao, cái tội này nó dễ thương lắm. Và làm chính những điều đó, nó làm cho mỗi một giây phút một chúng ta cứ chất lên cuộc đời chúng ta, nó nặng nề đến độ chúng ta không còn thấy được Chúa trong đời sống của chúng ta. Nhớ là chúng ta không phạm tội bởi vì môi trường chung quanh chúng ta. Chúng ta phạm tội với những gì diễn ra trong tấm lòng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa có quyền để ban chúng ta tấm lòng mới. Để chúng ta đáp ứng lại. Nếu chúng ta để ý đến điều này, nếu chúng ta đem một muỗng của rượu ngon mà chúng ta đổ vào trong một cái thùng phân, thùng nước thải, thì chuyện gì xảy ra? Nó cũng là một cái thùng nước thải. Và đây là điều mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta múc một muỗng của cái thùng nước thải, của cái thùng chứa phân đó, mà chúng ta đem và chúng ta đổ vào trong một cái thùng rượu, thì chuyện gì xảy ra? Cái thùng rượu sẽ trở thành cái thùng phân. Và đó là vấn đề. Chúng ta không thể trộn lẫn được. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ quyết tâm đi tới ở trong ơn của Chúa bằng cách chúng ta học theo gương của Chúa Giê-xu. Ở trong Hebrew chương 12 câu 1 cho đến câu số 3 cho chúng ta thấy hình ảnh này. Chúa Giê-xu làm mô hình để giúp đỡ cho chúng ta, hầu cho chúng ta có thể có một cuộc sống luôn thấy Đức Chúa Trời, luôn kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài, như Chúa Giê-xu thân mật với Chúa Cha đến độ mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài nói ở đây: ai thấy ta là thấy Cha. Ngài chính là hiện thân của Đức Chúa Trời mà mắt của chúng ta không thể thấy được Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời vô hình. Không phải là Ngài không có hình, nhưng mà mắt thường của chúng ta không thể thấy được, vì Chúa Ngài là Đức Chúa Trời vô hình. Nhưng mà Ngài 2000 năm về trước đã mặc lấy thân xác con người trong Đức Chúa Giê-xu để chúng ta có thể thấy được Ngài, để chúng ta có thể kinh nghiệm được Ngài. Và Ngài chính là chìa khóa để giúp cho chúng ta sống một đời sống có một tấm lòng trong sạch, để chúng ta luôn kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách hiển thực ở trong đời sống của chúng ta. Thấy Chúa, thấy được công việc của Ngài, kinh nghiệm Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Hebrew chương 12 câu 1 câu 3 chép: cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì đeo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Câu số 2: hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm tin đặt trước mặt mình vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản và ngã lòng. Cảm ơn Chúa. Ở đây lời của Chúa bảo chúng ta vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Đó là điều ban đầu chúng ta cần phải làm. Tức là nhận biết tội lỗi của chúng ta và cái giá mà chúng ta phải trả khi chúng ta phạm tội. Chúng ta xưng nhận nó ra. Chúng ta chống lại sự cám dỗ và đặt nó ở phía sau chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta không còn nói những cái lời nói đó nữa, chúng ta không làm những đó nữa, bởi vì chúng ta là con của Chúa, chúng ta thuộc về Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi nào chúng ta gặp gỡ những người bạn chúng ta quen biết trước khi gặp Chúa, mà họ nói những cái câu nói chúng ta thấy mình không có nhập cuộc được, họ làm những công việc mà chúng ta thấy mình cũng không nhập cuộc được những công việc của họ, chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong cái tiến trình của cái sự thay đổi. Cảm ơn Chúa. Vứt bỏ mọi gánh nặng, có những điều nó trì kéo chúng ta. Cảm ơn Chúa.
Trên phương diện, chúng ta cảm ơn Chúa vì COVID-19 đã giúp cho nhiều người trong chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, phải không? Chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bởi vì những cái mà trước đây đó chúng ta cho phép nó đi vào, nó làm cho đời sống của chúng ta quá bận đi. Và thình lình tất cả những điều đó giống như là Đức Chúa Trời ngày bấm nút ra trường, nghỉ trưa, chuông báo một cái, chúng ta bỏ viết, bỏ tập vở xuống, chúng ta đi ra chơi, làm cho chúng ta giảm thiểu những cái bận rộn trong cuộc sống của chúng ta và kéo chúng ta đến gần với Chúa. Chúng ta thấy nhẹ hơn. Có những ngày chúng ta thức dậy, thương giao với Chúa xong, mình thấy mình có thể bay được. Nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Anh chị em vứt bỏ những gánh nặng không cần thiết trong đời sống của chúng ta. 8 tuần qua chứng minh cho chúng ta thấy, không coi football cũng không chết ai hết. Không đi mua sắm shopping cũng không chết ai. Cảm ơn Chúa. Và có những cái mà chúng ta nghĩ rằng trước đây mình không thể sống mà thiếu nó, thì 8 tuần qua cho chúng ta thấy rằng không có nó mình cũng sống nhé. Ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài. Cất bỏ những tội lỗi dễ vấn vương chúng ta. Chúng ta đi tới đây, những cái tội lỗi này đó, nó không lớn. Nó không phải là một tảng đá to đùng ngay trước mặt chúng ta chạy đụng đầu nó một cái thì rất là dễ để chúng ta thấy nó mà chúng ta tránh. Nhưng mà những cái tội lỗi dễ vấn vương chúng ta nó giống như những cái dây leo á. Còn nó không lớn nhưng mà chúng ta lẩn quẩn vô đó một chút là nó vấp chân của chúng ta. Vì theo kinh nghiệm của tôi trong 37 năm hầu vị Chúa cũng như bước đường đi theo Chúa của tôi, thì không có một người nào một sáng thức dậy và quyết định tôi sẽ bước vào con đường phạm tội để nghịch với Chúa. Tôi sẽ đi ra ngày hôm nay và phạm tội. Không có. Ai trong chúng ta cũng thấy rằng nó ăn mòn cái cuộc đời của chúng ta bằng những cái công việc, bằng những cái quyết định nó nhỏ nhỏ. Rồi chúng ta làm những công việc, chúng ta nói rằng cái chuyện này chắc không sao đâu. Nhìn trái, nhìn phải, không thấy ai nhìn hết á. Quên nhìn lên. Chúng ta làm xong, mặc cảm tội lỗi đến. Làm sao? Là con còn mặt mũi nào con có thể tương giao với Chúa vì con đã làm như vậy? Và nó làm cho chúng ta bị vướng mắc ở trong đời sống của chúng ta. Anh chị em, cất bỏ mọi gánh nặng và những tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, dù chúng ta trước đây có thích nó. Như tôi đã kể cho anh chị em nhiều lần, công chị em ở xa, mà Chúa ngày đã làm việc thay đổi chị. Đến cái độ mà hội thánh nơi gia đình của chị sinh hoạt, ông mục sư khi gặp chúng tôi lần đầu tiên, ông nói rằng cái cô Jen này là cô Jen mới, khác hơn cô Jen xưa. Chỉ có những cái tội lỗi dễ vấn vương mà nó không lớn, anh xem, là thích hái trái cây của người ta. Không phải đem về ăn, hái rồi đem cho người khác. Nhưng mà ở trong lòng làm sao nó có cái thích là đi hái trái của người ta. Cảm ơn Chúa. Khi gặp Chúa, Chúa thay đổi. Đối với những người chung quanh thì người ta nói rằng cái luật ở tại Mỹ này cũng như tại Hawaii thì người ta cũng là để ý đến cái việc đó, là nếu một cái cây mà chúng ta trồng mà những cái nhánh mà nó đi ra ngoài cái hàng rào của chúng ta đó, thì người đi qua đi lại họ được quyền họ hái những cái trái mà nó không có nằm ở trong sân của chúng ta, mà nó giới ra ngoài cái hàng rào của chúng ta. Rồi tôi nhớ một lần chị gọi điện thoại và chị hỏi, mục sư ơi, bây giờ tôi thích lắm mà nó cũng nằm ở bên ngoài hàng rào nữa, tôi hái được không mục sư? Tôi nhớ tôi trả lời, Chúa đang làm việc trong tấm lòng của chị như thế nào? Tôi thấy không nên làm nữa. Ôi, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh là trong ơn của Ngài. Và anh chị em, có nhiều điều chúng ta đã thấy trong kinh nghiệm, trong cuộc sống của chúng ta. Có những cái mà có thể là chúng ta lớn lên trong cái môi trường, chúng ta lớn lên trong cái khu xóm, mà những chuyện đó là những chuyện bình thường. Chuyện bình thường.
Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không làm được vì chúng ta là con cái của Chúa. Như tôi đã kể một lần, con của anh Dũng ở trong hội thánh của chúng ta, lúc nhỏ nhà của ba của anh Dũng ở trong một cái khu chợ bán dừa, bán chuối vân vân, và có một cái bến tàu ở phía sau. Nó lớn lên nó lẩm đẩm chạy chơi ở trên cái tầng nhì đó. Cái ngày mà ba của anh Dũng muốn nghe cháu của mình nó nói chuyện với mình, một cái chữ đầu tiên, một cái câu đầu tiên cho nó vui và thỏa lòng, bởi vì nó học nói, nó mở miệng lên chữ thề là một bất ngờ không hỏi ở đâu nó xuất hiện từ này. Té ra nó nghe những người xung quanh, những người ở dưới cái đường đi và cái chỗ chợ đó họ chữ thề riết mà nhỏ nó học. Cái môi trường nó có thể ảnh hưởng trên chúng ta, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay lớn lên rồi, chúng ta có một cái quyết định là chúng ta cất bỏ những cái nặng đó và dẹp khỏi đời sống của chúng ta những cái sợi dây, những cái tội lỗi dễ vân vương chúng ta. Để nó lâu ngày, lúc chúng ta cẩn thận chúng ta đi, có thể chúng ta có thể tránh nó được, nhưng mà chắc chắn nó sẽ làm cho chúng ta vấp ngã. Thứ hai, kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Trong cuộc đua Chúa Ngài đã gọi chúng ta vào và tham dự vào trong cuộc đua này. Cho nên hãy chấp nhận cái thách thức của Chúa, lời kêu gọi của Chúa, để chúng ta trước hết tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nhận ra rằng đời sống cơ đốc nhân, khi chúng ta sống theo sự dẫn dắt của Chúa và sống một cách nghiêm túc, chúng ta có thể có được một cuộc sống tốt vì sự kêu gọi thiêng liêng này của Chúa. Côrintô thứ nhất chương 9 câu 24 chép: anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Bằng hết cả tấm lòng, chúng ta đeo đuổi Chúa, kiên trì theo đuổi cuộc chạy đua này. Không biết trong anh em ở đây có ai đã từng trải cái này chưa? Giả định để chúng ta thấy anh phải lòng một cô nào đó, anh đến anh tỏ tình mà cái cô đó trong Chúa nữa chứ, trong nhà thờ đó. Anh đến anh tỏ tình thì cô trả lời như thế này: tôi coi anh như anh em trong Chúa. Hả? Từ chối thì từ chối phức cho rồi đi mà để cái nó lơ lửng như vậy. Hay là có người nữa: để thưa thầy tôi cầu nguyện cái đã. Có nhiều người đối với Chúa không dứt khoát, hoặc là chúng ta yêu Chúa bằng hết cả tấm lòng của chúng ta hay là không. Đừng ở trong cái thái độ Chúa ơi con yêu Ngài nhưng mà con cũng yêu những thứ này. Khi những cái cám dỗ nó đến, nếu chúng ta không kiên trì đeo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta sẽ gặp trở ngại. Có những điều chúng ta kiên cử khi chúng ta tham dự vào trong cuộc đua. Thức ăn, cái cách của chúng ta sinh hoạt, ngủ, giấc ngủ của chúng ta để chúng ta có thể có được thể lực để chúng ta có thể theo đuổi cuộc chạy đua đó. Thứ ba là chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, tập trung vào Chúa. Anh chị em ơi, Ngài là khuôn mẫu của chúng ta, Ngài là gương của chúng ta. Tập trung vào Ngài, thấy Chúa, cái cách mà Ngài đối diện với những thách thức, giúp đỡ cho chúng ta. Chúa Giê-xu là niềm hy vọng và là gương mẫu của chúng ta, là mô hình để giúp đỡ cho chúng ta theo Chúa. Rất là quan trọng. Một trong những lý do Chúa Giê-xu Ngài mặc lấy thân xác con người để cảm thông với chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta biết rằng Ngài trải qua tất cả những sự cám dỗ như chúng ta trải qua, nhưng mà Chúa không phạm tội. Cảm ơn Chúa. Côlôse chương 3 câu số 1: hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Khi chúng ta làm như vậy sẽ giúp đỡ chúng ta. Thứ tư, hãy nghĩ đến Chúa Giê-xu khi chúng ta chán nản hay ngã lòng. Trong bước đường đi theo Chúa sẽ có những giây phút chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy ai cũng làm hết, tại sao mình không làm được?
chúng ta có thể ngã lòng. Nhưng đừng để điều đó nó cho phép xảy ra anh chị. Bởi vì người không có Chúa, người ta có thể làm như vậy. Người của nhà thờ, người của tôn giáo, người ta có thể làm những việc đó. Nhưng mà chúng ta là những người đeo đuổi một cái phước hạnh mà Chúa hứa ban và chúng ta đã từng kinh nghiệm, là chúng ta thấy được Chúa. Chúng ta không để cho những cả những điều khác nó đánh mất cái phước hạnh mà chúng ta có được ở trong việc chúng ta thấy được Đức Chúa Trời. Vì phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Anh chị em đừng bao giờ đánh đổi bất cứ một điều gì, dù cái sự cám dỗ đó hay là cái điều đó nó lớn và nó hứa hẹn với chúng ta như thế nào. Xin nhớ một điều, đó là đừng đánh đổi nó với sự hiện diện của Chúa. Có những giây phút trong 8 tuần qua, tôi cảm ơn Chúa là bởi vì biết và kinh nghiệm Chúa và sự hiện diện của Ngài. Nó cho tôi đứng vững. Tôi trân quý những điều đó. Mình xem có những ngày, ở trong những ngày qua chúng ta thấy chúng ta thức dậy, chúng ta mở tivi lên, chúng ta nghe tin tức, chúng ta thấy việc nó tồi tệ hơn. Rồi chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy mọi việc dường như nó là xáo trộn hết. Mình nhìn không thấy quen biết với tất cả những cái sinh hoạt này. Nó lạ quá. Xin cảm ơn Chúa vì biết sự hiện diện của Ngài và kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Chạy vào ẩn nấp mình ở trong bóng của Chúa toàn năng. Ở trong sự ngợi khen, trong sự thờ phượng, ở trong thời giờ riêng tư với Chúa. Lập tức ánh mắt, cái nhìn của mình nó trở lại, trong suốt trở lại, và mình thấy được mình vẫn phải đi con đường và cuộc chạy đua mà Chúa đã bày ra trước mắt của mình. Giữ lại sự tập trung trở lại. Cảm ơn Chúa. Hãy nghĩ đến Chúa Giê-xu. Mọi công việc của chúng ta đối phó với những khó khăn trong đời sống của chúng ta trong bức ảnh của thập tự giá. Bị đóng đinh vào thập tự giá đau không chị em? Đau. Có những cái mũi đinh mà con người nó đóng vào chúng ta, đau chứ. Còn Chúa Giê-xu làm gì? Lại cha, xin tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Bị tát má, đau anh chị em? Đau. Nhục nữa. Cảm ơn Chúa, xin cha tha cho họ vì không biết điều họ làm. Và điều mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy, họ phỉ nhổ Chúa. Chắc trong đời ít có ai trong chúng ta bị cái này. Là thử hình dung có người đến phun nước bọt vào mặt của chúng ta. Khó vô cùng luôn chị em. Rồi thì cái đau về thể xác của nó không đau bằng cái bị phỉ nhổ. Chúa Giê-xu trải qua tất cả những điều đó. Và khi chúng ta đem so sánh việc Chúa trải qua và con đường của thập tự giá của Chúa Giê-xu đi so với là những điều chúng ta đối diện. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Lời của Chúa nhắc chúng ta tới đây, Đức Chúa Giê-xu vì những điều mà Ngài thấy trước mắt của Ngài. Và tôi tin rằng Chúa Ngài cũng thấy như anh chị em đang ngồi trước mặt tôi tại đây. Ngài khinh những điều sỉ nhục đó. Ngài khinh tất cả những điều đó. Khinh tức là xem thường đó. Không kể nó là đáng kể nữa. Khinh điều sỉ nhục, chịu lấy thập tự giá. Bởi Ngài thấy chúng ta. Ngài thấy rằng bởi thập tự giá của Ngài mà những tội nhân có thể trở nên thánh nhân cho Chúa. Những con người đã từng bán cuộc đời của mình để phục vụ cho tội lỗi và Satan, bây giờ trở nên những người phục vụ Đức Chúa Trời. Và Chúa thấy rằng
triệu triệu người sẽ được cứu, được đưa vào thiên đàng để được ở với Chúa đời đời trong phước hạnh. Chúa Giêsu khinh những điều sỉ nhục vì Ngài thấy những điều đó. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta cũng thấy được ở trong ơn của Chúa, vì con cháu hậu tự của chúng ta nó cần phải thấy được gương của ông cha của nó đi ở trước mặt Chúa. Chúng ta khinh những điều sỉ nhục, giữ cho lòng của mình trong sạch ở trước mặt Chúa. Bởi vì con cháu của chúng ta, những người xung quanh của chúng ta cần được sự cứu rỗi, cho nên các chị em chúng ta giữ tấm lòng của chúng ta được trong sạch để chúng ta luôn thấy được Chúa Trời và cuộc đời của chúng ta được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc của Chúa một cách dư dật luôn. Biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cảm ơn Chúa. Sao hôm nay khi đọc Thi Thiên 100, khi nói đến chúng ta về nhà của Chúa để chúng ta phục vụ Chúa, để hầu việc Chúa. Mỗi người trong chúng ta sáng hôm nay chúng ta về đây, chúng ta trả một giá khác nhau. Để chúng ta có mặt ở tại đây. Để buổi thờ phượng được diễn ra, có những người họ trả những cái giá rất đặc biệt. Tôi suy nghĩ đến cháu Khánh Trang hướng dẫn lời khen trong buổi sáng hôm nay. Trong lúc chúng ta đối diện với COVID-19 thì Khánh Trang đã sanh em bé. Và trong những ngày chuẩn bị cho lễ phục sinh, lúc đó mới sanh con hơn 2 tuần, lục đục về đây. Xách cái đứa nhỏ để nó ngồi bên góc của nhà thờ kia, phục vụ hội thánh, phục vụ Chúa. Cái giá phải trả nó lớn lắm. Vì chúng ta người lớn, nếu chúng ta có nhiễm bệnh gì đó dễ để chúng ta có thể nói cho biết mình bị đau chỗ nào và khó khăn chỗ nào. Mà em bé mới sanh chưa đủ những cái mũi chích ngừa để bảo vệ bé. Hy sinh phục vụ. À, tôi biết một cách rất rõ vì là con ở trong nhà. Sáng hôm nay phải đi một mình đến đây. Chồng chở hai đứa con đến ở bên nhà gần đây của chị là Khánh An để chờ đợi. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà vì cái niềm vui đặt ở trước mặt mình, chúng ta tiếp tục tấn tới. Vì những người cần được sự cứu rỗi, chúng ta vẫn phải mỗi một người chạy cái cuộc đua của mình để vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Cho nên cái giá mà chúng ta trả tại đây không phải là chúng ta ngu dốt, chúng ta không biết tính, nhưng mà chúng ta tính toán một cách rất là kỹ. Nhưng mà chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa của chúng ta và bằng lòng trả những cái giá này để chúng ta tấn tới và chạy xong cuộc đua mà Chúa đã bày ra cho chúng ta. Giữ tấm lòng của chúng ta trong sạch. Vì có những người phục vụ thì họ phục vụ vì một lý do nào khác hơn là phục vụ Chúa. Sống đạo, mục đích chính của chúng ta sống đạo là để chúng ta sống ở trước mặt Chúa, chứ không phải sống cho những người xung quanh thấy. Trở lại với lời hứa của Chúa Giêsu, phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Có lòng trong sạch, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể áp dụng bài học này như thế nào? Tôi đề nghị anh chị em 4 điều. Thứ nhất, lòng trong sạch là bí quyết để gặp Chúa. Chính vì vậy mà mỗi chúng ta, trước khi chúng ta bước ra khỏi nhà để đi làm việc, để buôn bán, để hoạt động, chúng ta phải đến với Chúa Giêsu trước, với Chúa trước ở trong giờ cầu nguyện và học Kinh Thánh. Để Thánh Linh qua lời của Ngài thanh tẩy tâm hồn của chúng ta và cho chúng ta một ngày phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Như là Chúa chích ngừa cho chúng ta sẵn đó. Lời của Ngài nhắc nhở một cách tươi mới ở trong chúng ta. Để khi chúng ta bước ra khỏi nhà của mình, để chúng ta đi vào trong cái chỗ làm của chúng ta, có những cám dỗ, có những sự mà nó có thể đến, nó trì kéo chúng ta có thể thẳng tiến được. Vì chúng ta có lòng trong sạch ở trước mặt Chúa. Thứ hai, lòng trong sạch không phải là một tình trạng, nhưng mà là động cơ, quan niệm, quyết định ở trong đời sống của chúng ta. Nó là một cái quyết định. Chúng ta chọn sống một cách trong sạch ở trước mặt Chúa.
chọn sống trong sạch hơn là cả sự sống của mình. Ở những cái vùng thời tiết lạnh, ở tại Bắc Âu cũng như là ở tại Bắc Mỹ này, có một cái loại chồn, nó thuộc về gia đình của Weezer đó. Thì con chồn này nó có một cái khả năng rất là đặc biệt là khi cái mùa tuyết á, thì cái lông của nó có thể đổi từ màu nâu, nó đổi thành ra màu trắng như tuyết. Để nó có thể trốn ở trong tuyết mà người ta không bắt được nó. Chỉ còn có cái đuôi của nó là có một cái chấm đen ngoài sau đuôi của nó mà thôi. Và đối với nó, cái lông mà đổi thành màu trắng như vậy rất là quý. Bởi vì nó có thể đứng ở trong cái môi trường mà tuyết trắng đó thì là những con thú khác không nhìn ra nó. Và nó bằng mọi giá giữ cái bộ lông đó cho sạch. Những người đi săn thú này, họ biết được cái con thú này nó quý là cái bộ lông của nó phải giữ cho trắng như vậy. Thì họ làm một cái công việc, họ đi tìm cái ổ của nó. Rồi họ đem đồ dơ đến, họ trét chung quanh cái cửa để đi vào trong cái ổ của cái con thú này. Rồi họ thả chó của họ ra rượt những con thú này, nó chạy về tới cái hang của nó mà không chịu vô. Thà là nó bị cắn chết chứ nó không có chạy vô trong cái hang của nó, bởi vì người ta đã trét những cái đồ dơ chung quanh cái cửa hang của nó. Nó quý cái bộ lông của nó. Xin Chúa cho để đời sống của chúng ta là những người con Chúa, chúng ta thấy cái tình trạng tấm lòng trong sạch là động cơ để giúp cho chúng ta sống như thế nào. Để chúng ta thường xuyên thấy Chúa, để chúng ta cầu nguyện thì chúng ta thấy được Ngài, để khi chúng ta học lời của Chúa chúng ta cũng thấy được Ngài, để chúng ta luôn thấy Chúa trong đời sống của chúng ta. Thứ ba, khuyến khích anh chị em để chúng ta áp dụng, con dân Chúa chúng ta phải chú trọng vào trong sạch, thánh thiện ở trong tâm hồn chứ không phải chỉ bề ngoài hay là ngôn ngữ mà thôi. Tâm lòng, tâm lòng trong sạch, nó sẽ quyết định những cái quyết định của chúng ta. Tâm lòng trong sạch nó giống như là một cái trạm xe lửa mà nó sẽ chuyển đường ray đó. Tôi thấy rằng nó tiếp nhận những cái toa xe chở hàng hóa khác nhau. Đi vào trong cái trạm này và bởi cái phương pháp để họ có thể chuyển đường ray đó. Ngày xưa thì họ có một cái cần, họ đẩy một cái thì đường ray nó rẽ qua và những cái toa xe này được đưa qua một cái đường ray khác để đi đến cái nơi mà nó cần được sai phái. Tấm lòng trong sạch của chúng ta cũng vậy, nó sẽ quyết định những gì cho vào trong đời sống của chúng ta từ ngoại cảnh. Nhưng mà tấm lòng trong sạch sẽ quyết định là hướng đi của chúng ta sẽ như thế nào. Tấm lòng trong sạch như tôi định nghĩa với anh chị em không phải là sống không phạm tội. Vì cho đến chừng chúng ta được Chúa Ngài làm cho chúng ta được trọn vẹn hoàn toàn trong sự thánh hóa của Chúa và Chúa cho chúng ta thân thể mới, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể sống một cách trọn vẹn được. Nhưng mà tấm lòng trong sạch là một tấm lòng công bình và không nghĩ đến điều ác. Xin Chúa ban phước để chúng ta giữ tấm lòng của chúng ta luôn được trong sạch trước mặt Chúa. Và thứ tư để chúng ta kết thúc là trong sạch trong tâm hồn không phải là một điều ao ước dành cho giới lãnh đạo tôn giáo, nhưng mà là cho tất cả mọi chúng ta. Chúng ta nói, ô, tại vì ông mục sư là người đã dâng cuộc đời của mình cho Chúa cho nên phải ráng sống thánh sạch. Còn tôi là người thường mà tín đồ thường, cho tôi thoải mái đi. Thoải mái nó giết chết mình. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy Đức Chúa Trời là mục tiêu của mỗi một người tin Chúa. Được thấy Chúa, được biết Chúa, được kinh nghiệm Ngài phải là mục tiêu của đời sống của chúng ta. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà đối với tôi, không gặp được Chúa, nó đau khổ vô cùng. Như tôi từng kể với anh chị em, ở trong những ngày tôi chạy trốn sự kêu gọi của Chúa,
Lúc đó làm trưởng ban thanh niên của một hội thánh ở trong thành phố này. Nhà muốn có một cái kế hoạch, đó là bây giờ đeo đuổi cái sự kêu gọi và hứa nguyện trước mặt Chúa là sẽ dân mình hầu việc Chúa thì khó quá. Cho nên tôi chọn đi vào trong cái sự thỏa hiệp. Mà cũng mang một cái lý do có vẻ chánh đáng lắm. Đó là mình phải dắt người ta về với Chúa chứ. Cho nên đã quen với một cô bạn gái. Với cái mục tiêu là sẽ mời họ đi nhà thờ. Thì cô này thì cô lại yêu cầu một điều khác. À, nếu bạn muốn mời tôi đi nhà thờ ngày hôm nay thì ngày mai, tuần tới thì tuần này đi Galveston với tôi. Nghe thấy cũng là một cái mặc cả cũng nghe có lý. Bằng mọi giá đưa người đến với Chúa mà. Mình cho em ơi, khi bỏ nhà thờ không đi nhóm lại ra ngồi ở ngoài Galveston, nhìn thấy biển đó, nhìn thấy nó rất là thơ mộng đó, nhưng mà trong lòng của mình nó không có thơ, không có mộng chút nào hết á, bởi vì nhớ đến cái buổi nhóm thờ phượng Chúa mà mình lại không có mặt. Điều đó nó ăn mòn vào trong đời sống. Tuần sau có mời cô đi nhà thờ được, nhưng mà lại thấy ủa, ở trong nhà thờ gặp cái lúc đó ông mục sư ông lại giảng sách Khải Huyền, mà ông cứ lấy phấn ông vẽ vẽ ở trên cái bảng mà ông vẽ không ra cái gì hết á, ông cứ quẹt quẹt ông nói rồi ông quẹt quẹt, mà mình nghe chuyện Khải Huyền lại thấy Galveston nó tốt hơn. Bạn xem bị lôi cuốn vào lúc nào không biết. Sau một thời gian tôi khám phá ra chính mình là sao mình không cầu nguyện được nha. Tôi nhớ có một ngày tôi ngồi tôi bằng hết tất cả những sự cố gắng của mình để nói một chữ với Chúa mà nói không được. Tôi nhớ hôm đó gần 3 tiếng đồng hồ ngồi đó mà không nói được một câu nào với Chúa, tại vì mình sống xa Chúa và để những cái điều này nó dấn vương, nó làm cho mình ở trong cái tình trạng như vậy. Cuối cùng tôi nói ra được một câu, tôi rằng lại Chúa, con không muốn cầu nguyện và con không thể cầu nguyện được. Vì không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Không rờ được sự hiện diện của Ngài. Và cảm ơn Chúa khi nói ra được cái điều đó thì nước mắt bắt đầu tuôn ra và sự tươi mới trở đến. Và tôi tin rằng đó là cái lời ăn năn và cầu nguyện thành thật nhất ở trong cuộc đời của tôi. Lạy Chúa, con không thể cầu nguyện được. Xin Chúa giúp đỡ. Và cảm ơn Chúa khi Chúa Ngài phục hồi lại tươi mới ở trong ơn của Chúa. Và ban thanh niên lúc bấy giờ đi từ con số chỉ có 9-10 người, không bao lâu thì hơn 120 người. Và tôi quyết tâm ở trong lòng của mình từ đó cho đến bây giờ là không bao giờ cho phép chính mình đẩy vào ở trong cái chỗ là không thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên cẩn thận chọn những cái công việc và tránh những công việc dễ vấn vương chúng ta. Amen anh chị em. Và xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban ơn, để chúng ta đón nhận tất cả địa vị phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho ở trong Đức Chúa Jesus Christ, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong lòng mà chúng ta cho chúng ta sự thánh khiết này. Và chúng ta quyết tâm một điều là chúng ta chọn sống có một tấm lòng thánh khiết, sống ở trong một tấm lòng công bình và không hướng về tội ác, không hướng về điều ác, để chúng ta luôn thấy Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thờ phượng ngày hôm nay, nếu bạn chưa bao giờ ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ, những điều chúng tôi nói ở tại đây nó là cái phước hạnh mà chúng tôi kinh nghiệm được. Và chúng tôi muốn giữ cái phước hạnh là được thấy Chúa và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài luôn luôn. Nếu bạn chưa bao giờ ở trong mối liên hệ với Chúa, chưa bao giờ kinh nghiệm được tấm lòng của mình được Chúa Ngài làm cho trong sạch, để sau này vẫn tiếp tục giữ tấm lòng trong sạch đó, tôi khuyến khích bạn hãy đến với Chúa trong thời giờ này. Công tác, tôn giáo, hình thức tôn giáo không cứu chúng ta, mà
và phải là mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Điều mà Chúa Giê-xu Ngài nói, nếu chúng ta cứ giữ cái sự sạch sẽ bên ngoài, rửa chén, rửa ly theo nghi thức, mà trong tấm lòng của chúng ta chưa được biến đổi, chúng ta không thể nào sống một cách trong sạch được. Xin Chúa ban ơn. Trong thời giờ này, nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, hãy nhận Chúa làm cứu Chúa của mình ngay trong thời giờ này. Nói với Chúa rằng, lại Chúa, con là một tội nhân. Con có những gánh nặng của tội lỗi, con đã làm những việc sai lầm. Con ăn năn về những tội lỗi đó. Con xin tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. Xin Chúa bước vào cuộc đời của con, biến đổi cho con một tấm lòng mới, một tấm lòng trong sạch ở trước mặt Ngài. Xin tha thứ tội lỗi con, ghi tên con vào sách sự sống của Chúa. Để thiên đàng là nhà tương lai của con, Đức Chúa Trời là cha của con kể từ ngày hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, xin là cứu Chúa của con và là chủ của đời sống của con. Con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa bước vào, biến đổi, ban cho con một tấm lòng mới ở trong ơn của Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Nếu bạn làm công việc đó, chúng tôi chúc mừng bạn vì bạn đang bắt đầu kinh nghiệm được một tấm lòng mới ở trong ơn của Chúa. Ngợi khen Chúa. Hội thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện trong thời gian này. Nếu có những gánh nặng nào cần vứt bỏ, anh chị em nhân danh Chúa trong thời gian này vứt bỏ nó đi. Anh chị em có những điều nào nó đã len lỏi vào trong đời sống của chúng ta, nhẹ nhẹ bước vào, nó làm cho chúng ta trong những ngày qua nặng nề, ăn năn, quay trở lại với chính Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta lại được thấy Đức Chúa Trời. Cha kính yêu, biết ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng con, vì tiếng phán của Ngài trong chúng con, vì chúng con quen với tiếng phán của Chúa, vì nghe được tiếng phán của Ngài như chiên quen tiếng của người chăn. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì phước lành mà Chúa hứa với chúng con là tới đây. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Chúng con muốn kinh nghiệm và thấy Chúa luôn luôn trong đời sống của chúng con. Để chúng con nhận được sự dẫn dắt từ nơi Chúa, nhận được tiếng phán của Ngài, và nhất là mối liên hệ, cảm nhận, kinh nghiệm được sự gần gũi của Chúa trong đời sống của chúng con. Điều mà trong những ngày qua chúng con quý vô cùng, khi chúng con phải giãn xa và sống cách ly với những người thân cận của chúng con, với hầu thánh, chúng con khám phá rằng sự hiện diện của Chúa là điều không thể thiếu được trong cuộc đời chúng con. Và được gặp Chúa, được thấy Ngài không thể thiếu trong đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con tạ ơn Ngài về bài học này. Xin giúp đỡ để mỗi tâm lòng của chúng con giờ này được Chúa Ngài đến rửa sạch, cho chúng con lại một bắt đầu mới trong Chúa. Cảm ơn Chúa vì những giờ nghỉ trong những ngày qua. Giờ đây xin Chúa Ngài cho chúng con, khi tiết học bắt đầu trở lại, chúng con là những người học trò giỏi, những người môn đồ mà Chúa Ngài vui lòng và nói rằng, hỡi đệ tớ ngay lành và trung tín của ta, được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên anh chị em. Cảm ơn Chúa về anh chị em đã dành thời giờ cũng như đã trả giá để đến đây để cùng nhau thờ phượng Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn trên anh chị em một cách duy dật luôn. Phước của Chúa tuôn tràn trên đời sống anh chị em và khiến chị em làm nguồn phước cho muôn người. Cảm ơn Chúa. Chúc bình an. Shalom. Gặp lại anh chị em trong các sinh hoạt khác của chúng ta. Amen.